sao Simit lỡ dại chụp ảnh ân ái với tình cũ, cảnh điềm suýt mất hết, có người phải đổi tên bỏ nghề. Với sao nữ Hoa Ngữ, việc giữ gìn hình tượng trong sạch là điều quan trọng nhất. Ấy vậy mà vẫn có không ít mỹ nhân vì yêu nhầm người và lỡ dại chụp ảnh ái ân mà sự nghiệp lẫn hình tượng lao đao. Hôm nay, mọi người hãy cùng điểm qua xem đó là những ai nhé. Cảnh điềm. Thời gian gần đây, cái tên Cảnh Điềm bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Có phóng viên hé lộ, bạn trai cũ của kinh thành tứ Mỹ là Trương Kế Khoa vốn mê chiếu đen chiếu đỏ. Sau khi nợ ngập đầu, gã đã dùng hình và clip riêng tư với Cảnh Điềm để gán nợ, khiến nữ diễn viên rơi vào khủng hoảng tâm lý. Cảnh Điềm hiện đã vượt qua nỗi đau bị phản bội nhờ vai tư đằng cá tính và mạnh mẽ. Đáng tiếc, chuyện cũ lại bị khui ra khiến hình tượng của cô bị ảnh hưởng. Dù rằng, đa số cư dân mạng đều tỏ ý thương cảm nữ diễn viên vì yêu nhầm người. Cam Đình Đình. Cam Đình Đình từng được ca tụng là thiên hậu quảng cáo Thượng Hải. Dựa vào vẻ đẹp cổ điển đài cáp, cô được rất nhiều đạo diễn phim ưu ái, góp mặt ở loạt tác phẩm hot. Trong số đó, Phan Kim Liên của Tân Thủy Hử là vai diễn thành công nhất. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Cam Đình Đình bị tình cũ tung ảnh riêng tư. Từ mỹ nhân vạn người mê, cô bị công chúng xì xầm bàn tán, hình tượng sụp đổ. Giờ đây, nhan sắc của Cam Đình Đình đã bị phai tàn. Cổ Lực Na Chát. Cổ Lực Na Chát là một trong những mỹ nhân vùng Tân Cương nổi tiếng nhất hiện nay. Dù diễn xuất mờ nhạt, nhưng nhan sắc vẫn giúp ngôi sao 9X này giữ được địa vị đặc biệt. Đáng tiếc, cô không coi trọng sự nghiệp mà sa đà vào tình yêu, để rồi gặp đủ trắc trở khó khăn. Trước khi lao đao bởi lùm xùm làm bé ba trong mối quan hệ của Từ Khai Xính và Trương Thiên Ái, Cổ Lực Na Chát từng bị dàn bạn trai cũ tung clip lẫn ảnh mặn nồng. May mắn là nhờ công ty Đường Nhân giúp đỡ mà sự nghiệp của cô vẫn ổn định. Vương Tâm Lăng. Vương Tâm Lăng là một trong tứ đại giáo chủ đình đám của Đài Loan. Cô được ca tụng là giáo chủ điềm tâm vì vẻ đẹp ngọt ngào thơ ngây cùng hình tượng trong sáng. Thế nên, sau khi bị bạn trai cũ Phạm Thực Vĩ và Diêu Nguyên Hạo tung ảnh riêng tư, cô bị khán giả quay lưng, sự nghiệp tụt dốc. Nhờ màn tái xuất đỉnh chót trong show truyền hình Tỷ Tỷ Đạp Sóng Rẽ Gió, Vương Tâm Lăng đã lấy lại được tình cảm của công chúng, tìm thấy mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp ca hát. Trần Tử Hàm. Trần Tử Hàm là nữ diễn viên có nhan sắc và thực lực của Hoa Ngữ. Cô sở hữu loạt vai diễn ấn tượng như Tiểu Thanh trong Bạch Xà Truyện, Ân Ly của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Quách Phủ ở Thần Điêu Đại Hiệp. Thế nhưng Trần Tử Hàm lại bị khán giả quay lưng vì tình cũ Ung Vũ để lộ ảnh riêng tư. Hình tượng sụp đổ khiến Trần Tử Hàm mất nhiều cơ hội đóng phim lớn. Dù sự nghiệp xuống dốc nhưng nữ diễn viên vẫn tìm được tình yêu bên đới Hướng Vũ, chàng tài tử kém tuổi nhưng lại rất yêu thương vợ. Diệp Uẩn Nghi. Diệp Uẩn Nghi từng là ngọc nữ lừng danh Hoa Ngữ, vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của cô không chỉ chinh phục hàng triệu khán giả mà còn khiến Lâm Chí Dĩnh phải hóa kẻ si tình. Đáng tiếc, cô lại từ bỏ tất cả để cưới đại gia Trần Thiệu Hưng, rời làng giải trí sinh hai người con cho chồng. Chồng Diệp Uẩn Nghi là cha nam chính hiệu, sau khi đuổi mẹ con Diệp Uẩn Nghi ra khỏi nhà hậu ly hôn, gã còn bán ảnh riêng tư của vợ chồng để kiếm tiền tiêu. Sự nghiệp bị hủy hoại, nàng ngọc nữ phải đổi tên thành Vương Bội, làm đủ nghề để nuôi con. Đây là 6 mỹ nhân đình đám của Hoa Ngữ nhưng lại không có mắt chọn bạn trai. Nếu dàn sao cũ như Diệp Uẩn Nghi, Trần Tử Hàm đều tụt dốc trong sự nghiệp, thì nghệ sĩ mới là Cảnh Điềm và Cổ Lực Na Chát vẫn giữ được danh tiếng nhờ sự cảm thông của khán giả.